Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. À, mời các con ngồi xuống nha. À, khi các bé vào lớp học tập đệ tử quy, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô, thì các con phải ngoan, ngồi không nói chuyện mà còn thẳng lưng nữa chứ. Từ tâm cung kính đó các con mới học tập được tốt. Nhớ nè, một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là được 10 phần lợi ích. Ví dụ như ngồi trong đây nhiều bạn học, có một số bạn học thì rất là giỏi, là ngay chỗ bạn học này có thể học được 2 chữ thành kính. Còn một số bạn học thì học không được bao nhiêu hết, học rất là dở, là từ ngay không thành kính. Ví dụ như các con nói chuyện với một người nào đó, người đó không có tâm lắng nghe, như vậy thì người đó làm sao mà tiếp nhận? Giống như những đức chia sẻ học tập đệ tử quy với các con, nếu mà không có tâm thành kính lắng nghe thì chúng ta cũng không tiếp nhận được. Như vậy thì nguyên một khoảng thời gian mình ngồi gần 1 tiếng đồng hồ, mình sẽ bỏ qua, không được lợi ích. Còn khi mình ngồi nghiêm túc, cung kính lắng nghe, thì tự nhiên các con học được nhiều, thì lợi ích của cuộc đời mình vô cùng là thù thắng. Nên 2 chữ thành kính rất là quan trọng. Từ khi còn nhỏ đã tập được chỗ này. Nhớ ơn, đền ơn, biết ơn, và khi học tập thì thành kính. Từ nơi ngay những chỗ này mà các con có thể làm được chỗ hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô. Vì cha mẹ và thầy cô giáo rất là vui lòng khi có những đứa con, có những học trò như vậy. Còn nếu như chúng ta đi đến đâu cũng không có phép tắc, không biết tôn trọng, cung kính người trên, biết quý người dưới, như vậy thì các con đi đến đâu cũng là đụng chạm với mọi người cả. Ví dụ như hôm nay chùa chúng ta cũng có một số bạn nữ cũng lớn, khoảng 20 tuổi đến 17 tuổi. Hình như ở đây cũng 1 tuần 2 tuần vậy đó. Nhưng những đức thấy các bạn này cũng ngoan, tương đối, vì mới ở, thấy cũng nghiêm túc. Khi bước vào ngôi Tam Bảo không có đùa giỡn quá đáng, làm việc này việc kia thì cũng biết phụ mọi người. Nữ mà như vậy thì rất là giỏi. Các con cố gắng tập như vậy, sau này khi các con đi đến đâu, nờ đám cưới, đám giỗ, hoặc là đám tiệc gì đó,
Mình đi đến đó là tự nhiên mình bước vào chỗ làm việc để phụ mọi người. Chứ không phải mình là người nữ mà khi đến nơi mà làm việc phụ mọi người thì mình cứ đi vòng vòng bên ngoài không à. Cứ đi vòng vòng bên ngoài. Hoặc là mình đi theo những cái băng ghế mình ngồi rồi mình nói chuyện đùa giỡn, nghiêu ngao được ha. Các con nhìn nhận rằng là nó không có đẹp và nhìn thấy nó phản cảm. Mà người ta cũng nhận xét người nữ này không hay. Người nữ mà ngồi theo băng ghế lề đường đồ, ngồi nói chuyện cười giỡn, đùa giỡn đồ, là cái nết na nó không được hay, sẽ đánh mất đi cái vẻ đẹp của người nữ mình lớn lắm. Nên khi đi đến đâu mà có phép tắc được gì đó thì ai mà không quý, ai mà không thương. Nên khi người ta quý, người ta thương rồi thì tự nhiên người ta có gì tốt nhất người ta cũng muốn tặng cho mình đó. Còn người ta mà không quý, không thương rồi nghe, hạt mè người ta cũng không muốn cho, vì đã không thích. Nên mình tạo được một cái tình cảm tốt đẹp rất là hay. Đó là thiện duyên. Mà thiện duyên mình đi đến đâu mình cũng tạo được gì hết trơn. Thì mình là người con hiếu thảo, một học trò ngoan. Còn nếu mà mình đi đâu cũng là tạo ác duyên hết á, thì từ từ rồi mình sẽ gặp những người ác duyên đó trở ngại mình. Nên chúng ta là người sống có thể hiểu biết, nên tạo thiện duyên. Thiện duyên là từ ngay con người này có phép tắc, rồi có lễ phép. Ở ngoài Bắc Ninh, một phái đoàn vô đây mười mấy vị, trong đó thì hình như là cũng có mấy bé, nhưng có hai bé nhỏ nhất thôi. Có nghĩa là mình nhìn thấy rất là có cảm tình. Nhỏ lắm. Khi chúng ta học tập Đệ Tử Quy xong thì nghe mấy chú nói rằng là hai bạn nhỏ này muốn hát một bản để tặng cho lớp Đệ Tử Quy. Nhỏ lắm đó. Nhưng quý vị biết á, mẹ cha hình như là có học tập Đệ Tử Quy, về dạy hai bé. Nên những đức từng nói rằng á, Đệ Tử Quy này nè, cha mẹ nên nắm được cái tư tưởng của giáo dục. Vì một tuần chỉ có một buổi hoặc là ba buổi, nhưng không được xuyên suốt nữa. Nếu mà trông cậy vào cái chỗ một buổi, hai buổi, ba buổi đó thôi đó, thì đứa con mình không tới đâu hết. Nên người mẹ, người cha phát tâm nắm được tư tưởng giáo dục đạo đức làm người dành cho các cháu, nên sâu sắc gần gũi để giáo dục các cháu nhỏ thì mới thành công. Vì cha mẹ là người gần nhiều nhất con cái, từ hành vi, từ việc làm, bất cứ một phương cách sống gì thì cha mẹ cũng là người gần gũi nhiều nhất. Nếu cha mẹ mà từng ly từng tí có thể dạy các cháu được thì đặc biệt lắm. Nhưng phải nghe được tư tưởng của giáo dục. Nên những cháu nhỏ này nè, quý vị biết, khi đứng mà xá chào quý thầy, hai bạn nhỏ đều là đứng chắp tay ngay ngắn, đứng nghiêm túc, xa xuống. Ví dụ như lớp Đệ Tử Quy chúng ta chưa hướng dẫn chỗ này nha. Vì những đức chỉ có nói, nhưng mà những đức chưa có hướng dẫn cái chỗ này. Thấy nhiều cháu khi gặp quý thầy là các cháu vừa đi vừa chạy vừa xá, nó không hay. Đúng ra đó, ví dụ như mình thấy người lớn đi đến nhà mình phanh tay lại thì mình phải đứng ngay ngắn chứ. Có ai phanh tay lại mà đứng như vậy không?
hoặc là đứng ẹo mình qua một bên, nghiêng qua gì để xá thì coi làm sao đẹp. Nên chúng ta học được giáo dục, gặp người lớn đến nhà mình đang nói chuyện với cha mẹ mình, mình đi học về gặp người lớn đó, mình đứng khép chân ngay ngắn, người ngay ngắn, khoanh tay lại, cúi đầu chào cô chú hay chào anh chị gì đó, nghiêm túc như vậy rồi xong mình mới bước vào. Còn ví dụ như mình đi đến chùa, các con gặp quý thầy, các con muốn xá chào các con, đứng lại ngay ngắn như vậy, xá A Di Đà Phật rồi xong mình đi. Chứ không phải là mình vừa đi các con nghĩ nó không đẹp chút nào cả. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng là có người người ta học tập giáo dục có thể tỏ ra một thái độ, một thái độ đó có thể giúp cho hành vi chúng ta mọi người tiếp nhận. Ví dụ như một người này không được đẹp nhưng hành vi của người này thì thấy dễ thương, dễ mến, người ta nhìn thấy thì người ta cung kính và ví trọng người này. Còn nếu hành vi của người này không có lễ phép, trước nhất là mọi người thấy người này đã thấy phản cảm, dù người này đẹp thấy phản cảm. Nên đệ tử quy có thể dạy con người có phép tắc, nhưng chỗ đặc biệt nhất là chính người lớn chúng ta. Nên những bé nhỏ mà được mẹ cha mà rèn luyện như vậy nè, đặc biệt lắm. Hai cháu gương mặt vô cùng là ngây ngô, chắc được mẹ cha dạy tương đối. Còn có nhiều bé thiệt là nhỏ nhưng mà mình vừa gặp sao thấy bé này vô cùng là phù phiếm. Hồi trưa Nhận Đức đi xanh quanh chùa thì thấy có một bé ngồi gần ổ kiến, thì kiến đến cắn, xong thì bé này cầm chiếc dép lên đập bịch bịch bịch. Nhận Đức đi đến coi thấy coi cái gì thì thấy bé đó là đập kiến. Không biết bé đó có ngồi học tập ở đây hay không, vừa đi theo bà đến đây, không biết từ ở đâu đến đây. Mà khi bước vào nhà ăn thì bé đó là quậy nhiều nhất trong nhà. Quý vị nghĩ đi, tại sao mà Nhận Đức không nhận các cháu nhỏ vào đấy? Cha mẹ phụ huynh của các cháu nên thông cảm giùm nè. Nội mà mấy trăm người trong chùa các cụ thôi là Nhận Đức đủ cũng là bạc đầu rồi. Nếu mà các cháu nhỏ mà nam, quý vị nghĩ vào đây mà có bạn chừng 5-7 cháu, quý vị nghĩ ai nói nổi các cháu? Rồi khi các cháu quá lì thì chúng ta lại gầy la các cháu. Nhiều lúc mình bực tức lên nữa thì làm phản cảm đối với các cháu. Nên cha mẹ của các cháu hết sức thông cảm giùm, dịp hè đến đây học tập xong đưa về giùm. Chủ nhật tuần trước có một cháu đến đây đi xanh quanh của cái hồ cá. Chú thì cũng to mập, rớt xuống hồ cá cái chùm chìm ngấm. Thì không biết cái nhân viên thì sao đó, thọ mạng chưa đến. Thì mấy chú nhỏ không biết sao nắm tay nắm tóc gì đó kéo lên. Quý vị thấy chưa? Nếu mà bây giờ mà không kéo lên được thì án mạng trong chùa. Tại vì công việc trong chùa quý thầy thì ít, lo công việc thì quá nhiều, mỗi ngày mấy trăm người. Mà nếu mà các cháu nhỏ nữa đó thì quý vị nghĩ đi, các cụ ở đây sẽ lộn xộn lắm. Biết được chỗ này với biết rằng là mỗi tầng đến 2-3 lần thì các cháu thích, nhưng nếu ở 4-5 tầng thì các cháu chán. Khi chán rồi thì chúng ta không còn hướng dẫn các cháu được nữa.
Nhưng mà chúng ta cũng tội nghiệp cha mẹ các cháu. Quý vị biết đó, con nít bây giờ lì quá. Ví dụ như mà mùa đi học thì nó đi vào trường suốt nên cha mẹ đi làm cũng đỡ. Nhưng mà nghỉ hè là chịu không nổi với nó. Nên nó muốn thôi đi vô đây ở với thầy đi con. Ba từng 3 tháng gì đó cho mẹ đỡ một chút. Thôi quý vị à, những đức cũng còn gánh 300 người đuối lắm. Cái vai này cũng sắp sửa sệ à. Quý vị mà chỉ cần mà đưa chừng 10 giáo nam mà quậy vào đây thôi thì chắc 3 tháng hè xong những đức nằm sải tay quá. Từ khi là các cháu mà 20 tuổi, 18, 19 tuổi ý thức rồi. Mà nữ nghe. Thì bên đây có cô Viên Anh gì đó, cô hướng dẫn. Các cháu tiện. Nhưng mà nó khó ngay cái chỗ á. Mà nếu mà ở đây mà có các cháu mà từ 20 tuổi đến 16, 17 tuổi. Mà nếu cũng có thêm nam 20 tuổi tới 16, 17 tuổi là cô Viên Anh này thất bại chắc chắn. Cái này là kinh nghiệm đó nha quý vị biết á. Nếu mà nữ này không là hướng dẫn được nè. Nhưng thử mà có thêm 10 người nam chạng tuổi đó đi. Ở trong đây đi. Là không bao giờ hướng dẫn được. Nó lạ vậy đó. Nam với nữ mà nó gặp với nhau là nó kỳ cục lắm. Không có dạy được nữa. Mà nó lạng đầu này, nó lũi đầu kia. Nó đứng trên lầu rồi, nó đứng ở dưới gốc cây rồi nó hút gió, đá lòng nheo đùi nhau. Sao mình dạy được, nó còn tâm trí đâu để học tập nữa. Như vậy mà nếu mà nữ không nghe là bị hướng dẫn được. Vì nó không có thấy cái hình tướng của nam thì nó còn nghe được giáo dục. Nhưng nếu mà nam và nữ cư sĩ mà ở trong đây là không giáo dục được. Đây là cái kinh nghiệm mình thấy rõ ràng rồi đó. Nên tại sao một số các chùa người ta chỉ tổ chức một tuần. Một tuần thì người ta có thể lập ra một chương trình nội bộ, đội ngũ để sắp xếp. Còn nếu mà đi vào đây ở xuyên suốt mà chúng ta không có đưa lên chương trình. Mà đưa lên chương trình ai đưa lên? Chùa này nội 300 người này không lo còn đuối à. Chương trình đưa lên nó gì 300 người này ai làm, ai lo? Vì nghĩ đi. No. Nên từ nơi đó mà nếu mà những đức ở đây mà tổ chức phá tu mùa hè một tuần nghe, những đức nghĩ là đông lắm á. Rất là đông đó. Nhưng mà những đức tổ chức vậy rồi công việc của chùa thì sao? Quý vị thấy không? Trong khi những đức mỗi ngày phải nấu ăn rồi sáng phải tu với đại chúng, 300 người trong chùa nó mới được vậy. Còn nếu những đức mà buông chúng ra được cái đầu này thì nó lọn đầu kia. Thôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Cố gắng mà bồi dưỡng cái gia đình đi. Còn các cháu thì gì nè, học tập gì nè, mãi mãi nó học xuyên suốt. Còn cha mẹ các cháu mà nghe được tư tưởng giáo dục tốt đó, quý vị cố gắng đi, khuôn phép các cháu từ khi còn nhỏ đi, dạy từng chút gì phép tắc đi, thì các cháu sau này lợi ích rất là lớn. Nên có một công đoạn nè. Cho nên thời đại này phải hết sức điềm tĩnh. Điềm tĩnh chỗ nào? Chúng ta vừa nhắc tới tư tưởng quyết định vận mệnh của một người. Tư tưởng của cha mẹ quyết định vận mệnh của cả gia đình. Tư tưởng của dân tộc, của cả xã hội quyết định vận mệnh của cả dân tộc và của cả xã hội. Cho nên trước hết phải có tư tưởng đúng đắn, nhân sinh quan chính xác mới có thể khiến tương lai của chúng ta hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta đang học là tư tưởng. Một tư tưởng đúng đắn để con người chúng ta có thể làm đúng đắn. Tại sao có những người làm sai? Có những người lớn lên đi chích xì ke, đi trộm cắp, đi đua xe, đi cá độ đá banh, đi đá gà, đi làm những cái chỗ thấy nó không lành mạnh. Từ đâu? Vì còn nhỏ đã không được nhồi nhét những tư tưởng tốt vào trong tâm trí. Nhưng họ nghe những cái chỗ không đúng, từ nơi đó mà khi lớn lên thì theo tạp tánh mà làm sai. Nhớ đó. Thật sự mà nói,
mỗi một con người đang hiện hữu, đang sống, không ai muốn mình đi làm sai để người cười chế mình cả. Ai dạy gì đi chích xì ké? Một con người bình thường tại sao không sống cho tốt mà chúng ta đi chích xì ké? Đi chích xì ké rồi từ từ ốm ho gầy mòn giống như là con ma đói vậy đó. Ai mà muốn mình trở thành người như vậy? Mà tại sao có nhiều người đi chích xì ké? Vì sao? Vì họ không nghe được tư tưởng lành mạnh, mà họ đã theo một cái tư tưởng tạp loạn, hư hỏng, nên tập bè tập bạn những người sai, những người hư. Chính cha mẹ không quản thúc con cái, nên con cái đã đi vào con đường nghiện ngập. Cả cuộc đời của con mình đã trở thành tệ nạn của xã hội, sống không có lợi ích gì cả. Vì sao? Vì không có một tư tưởng lành mạnh để cuộc đời phấn đấu đến một hướng đi tốt đẹp. Ví dụ như một con người nghe được giáo dục, họ là người sai. Nếu họ nhận xét thì mình đã sai rồi, hôm nay mình còn cơ hội để quay đầu hay không? Còn con người 70-80 tuổi quay đầu còn kịp, không chi chúng ta còn trẻ làm gì quay đầu không kịp. Ví dụ như một thanh niên ghiền game, một thanh niên thích cá độ đá banh, một thanh niên thích đua xe, một thanh niên lỡ đi vào con đường nghiện ngập. Nếu chúng ta quyết định quay đầu, nhất định là quay đầu được. Xì ke mà quyết định còn bỏ được, không chi là những cái việc khác không đến nỗi quá nặng nề. Nếu mình quay đầu trở thành con người tốt thì mình sẽ đứng vững như xã hội, mình sẽ ngước mặt nhìn đời. Đối với cha mẹ của mình vô cùng là tự hào. Nên các cháu khi nghe như vậy, các cháu nên sống lành mạnh. Vì chúng ta nghe được một tư tưởng tốt, cha mẹ của các cháu khi nghe được giáo dục như vậy, rất mong quý vị đem tư tưởng này để đặt để vào gia đình của mình, để giáo dục con em, tương lai con em của mình sẽ trở thành một thành viên tốt, sống dưới xã hội là một công dân tốt. Rất là cần thiết. Tư tưởng học tập những đức hướng dẫn, mục tiêu là gì? Chúng ta học tập không có lãnh lương. Mục tiêu của chúng ta là rất mong mỗi một con người có thể tiếp nhận được giáo dục. Quý vị biết, hạnh phúc mỹ mãn lớn nhất của một kiếp người không phải là giàu có, không phải là đẹp, không phải là có danh tiếng đâu quý vị à. Mà là hạnh phúc của một kiếp con người được mỹ mãn là ngay chỗ con người này có tư tưởng đúng đắn, làm những việc đúng đắn. Vì khi chúng ta làm những việc đúng đắn có lợi ích cho xã hội thì bản thân của chúng ta vô cùng là an tâm. Một việc gì chúng ta làm mà cảm thấy bất an thì mình biết việc này đã sai rồi. Vì tòa án lương tâm của chúng ta rất là cao độ, có thể nhận xét rõ ràng, minh bạch. Quý vị để ý đi, khi chúng ta trốn người làm một việc gì sai thì chính bản thân của chúng ta vô cùng là bất an, lo sợ, nhìn trước, nhìn sau. Thì chúng ta đã đoán biết được việc làm mình là sai rồi. Sai rồi đó. Lương tâm mình có thể cảnh giác, bạn đừng làm sai. Làm sai sẽ đi vào con đường tối tăm đó. Khi nghe được một tư tưởng, ai mà không cần? Còn nhỏ như vậy nghe tư tưởng cần hay không? Rất là cần. Vì nghe được đã lót chủng tử cho các cháu. Thiện pháp lớn nhất là hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô đó. Nhiều cháu ngồi ở đây lớn, các con học lớp 11, 12, các con có học thức, nhưng các con hỏi lại thời gian đi học mười mấy năm đó, các con đã có lớp học. Đối xã hội người ta nhìn thấy các con cũng là người lớp 10, lớp 11, 12 đại học. Nhưng các con hỏi lại các con, có học ra được đạo đức làm người hay không? Hay là chỉ học được một số chữ nghĩa đó, được một cái bằng cấp đó, rồi chúng ta đối với cha mẹ mình thì bất kính, đối với thầy giáo thì cũng bất kính, không biết hiếu thân tôn sư. Nếu học ra như vậy thì cái chỗ học của các con không lợi ích rồi, không sử dụng được. Về sau bất cứ đi đến đâu làm một công việc gì cũng dễ bị đào thải. Nhớ đó, học cao chưa chắc là giỏi, nhưng giỏi ngay cái chỗ là các con có học mà phải có đạo đức.
Hôm nay các con đi học có được bằng cấp lớp 12 đại học. Các con có nhận xét được rằng đồng tiền mình ăn học ở đâu mà ra? Ở đâu có cho mình có cuộc sống? Đi thấy phòng ở, đồ đạc của mình, tiền trường ở đâu ra? Ai cho mình? Mà mình không học ra được một đạo đức hiếu kính đối với cha mẹ, tôn kính đối với thầy cô. Như vậy thì cái chỗ học của mình trở thành một con người sai quấy sao? Thời gian bỏ ra mười mấy năm lại không có tư tưởng, uổng quá. Sinh viên hôm nay đi học, cha mẹ cắm cổ cắm đầu làm ra tiền để cho con đi học, cho con đi tỉnh này tỉnh kia học, cực khổ cách mấy cũng mong cho con mình có chữ nghĩa để sau này có một công việc để mà có cuộc sống khỏe bản thân. Nhưng cha mẹ có biết đâu, những cháu đi học xa thì các cháu trở thành là những con người hư hỏng. Học thì không bao nhiêu, nhưng mà đi chơi thì giỏi. Bỏ trốn học đi chơi, cặp bè, cặp bạn yêu thương, tì tiện, rồi đi đến tệ nạn là phá thai nữa chứ. Quý vị nghĩ, hôm nay sinh viên đã đi vào nạn này quá nhiều. Con người đi học mà ra chỗ này, cấp sách đến trường, phát lên mình chiếc áo trắng, nhưng con người tâm không trong trắng. Đi học mà tùy tiện yêu thương, phát lên chiếc áo học trò trong trắng, nhưng cặp tay với bạn trai đi ngồi góc này ghế nọ để nói chuyện. Như vậy thì các con có nhớ ơn cha mẹ hay không? Nếu nhớ ơn cha mẹ, tại sao mình dám làm chỗ này? Nếu còn trẻ mà yêu thương sớm, đến với nhau sớm, như vậy thì tuổi hồn nhiên còn đâu nữa. Con người hồn nhiên nhất là mình chưa biết yêu sớm. Người mà biết yêu sớm, có bạn trai sớm, có bạn gái sớm thì không còn tuổi hồn nhiên nữa. Một số người có gia đình đã nhìn nhận rõ ràng, khi vừa đến với nhau là tự nhiên có ràng buộc liền, không còn tự nhiên nữa. Phải lo cho một gia đình, tiến đến lo cho một gia đình và lo cho con cái. Còn trẻ là tuổi học trò, vô cùng là ý nghĩa. Tại sao mình không sống lành mạnh để lo học hành cho tốt? Đó là chỗ trả ơn cho cha mẹ. Mình là một con người lo học hành tốt, nghe được giáo dục tốt, mỗi khi nghỉ hè trở về nhà, mình lại phụ cha mẹ. Ở dưới quê Nhận Đức lúc trước có một chú này tên là chú Xanh. Đã lâu rồi Nhận Đức vẫn còn nhớ. Lâu bao lâu các con biết hay không? Đã 25 năm rồi đó. Nhận Đức vẫn còn nhớ tên người này đó. Vì sao ấn tượng với người này như vậy? Vì cả một xóm Nhận Đức chỉ đúng có một chú này có thể học và ra trường thi vào ngành sư phạm. Nhà chú này rất là nghèo, cha mẹ đều đi cắt lúa mướn để mà kiếm ăn. Nhưng mà lo tiền bạc cho chú này ăn học. Chú này vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền học. Nhưng mỗi lần chú này về nhà, vừa đến nhà là thay bộ đồ ra, bắt đầu là chú này đi cắt lúa phụ cha mẹ. Nên cả một xóm ai cũng tán thán chú này cả. Chú này quyết tâm học hành. Hôm nay chú này làm thầy giáo cũng rất là chừng mực. Nên Nhận Đức ấn tượng với người này. Tuy nhà nghèo nhưng có chí hướng. Hôm nay cũng có một gia đình vô cùng là ổn định. Còn hôm nay có nhiều người đi học, nhưng mà thời gian học bỏ ra mười mấy năm. Khi học xong mười mấy năm thì trả lại hết cho nhà trường, cho thầy rồi. Họ không làm được gì cả. Cuối cùng đi làm cái gì? Đi làm công nhân. Vì sao? Vì chính họ lúc đi học không có mục tiêu. Đi học mà không có mục tiêu chuẩn xác. Từ khi đi học, chúng ta đã phát tâm mục tiêu học để chọn ngành gì, học để chọn nghề gì, thì chúng ta phải tiến đến mục tiêu đó để học thì mới thành đạt. Đó là một tư tưởng. Còn nếu các con ngồi trong đây học mà không có mục tiêu, chỉ nghĩ rằng còn trẻ rảnh quá phải đi học, còn không học thì không biết làm cái gì, cuối cùng học mười mấy năm thì không làm được gì cả vì không có mục tiêu. Con người mà không có mục tiêu thì làm sao đi? Ví dụ như từ nhà các cháu đi đến chùa cũng phải có mục tiêu là chùa. Ví dụ như trên một đoạn đường đua
thì có mục tiêu là chúng ta chạy đến điểm đó, thì con người sẽ cố gắng để chạy đến cái điểm đó. Còn nếu không có mục tiêu như vậy thì chạy đi đâu? Không lẽ chúng ta chạy xuống biển? Nhớ đó. Nên các con nghe được chỗ này là nghe được tư tưởng đó. Lớp học chúng ta hôm nay nhiều bạn lớn, các con nghe có thể hiểu cuộc đời các con hạnh phúc hay khổ đau về sau là chính các con nắm đó. Các con hãy quyết định đi. Nhớ, cuộc đời của mình không ai quyết định giùm mình, chính mình là người quyết định đó. Tốt hay xấu là do mình quyết định. Một tư tưởng, một góc nhìn nhận xét sâu sắc. Nên những bé học tập đệ tứ quy, những đức nhìn xuống thấy gương mặt các cháu nào cũng sáng hết, vì các cháu có phước mới nghe được giáo dục. Người mà không có phước làm sao nghe được giáo dục? Xã hội hôm nay bao nhiêu trẻ giờ này thì được bao nhiêu ngồi ở đây? Quý vị nghĩ những bé này phước cỡ nào? Các bé này phước quá lớn rồi. Có nhiều trẻ giờ này gông gũi ngoài đường đi chơi, đi lại quán cà phê, đi đến tụ điểm này tụ điểm nọ, hoặc là đi coi ca nhạc, coi kịch hài, coi siết, đi đến công viên rong chơi. Hôm nay các cháu ngồi đây để nghe giáo dục. Giáo dục này có thể giúp các cháu cả cuộc đời hạnh phúc. Những chỗ kia chưa chắc giúp các cháu được hạnh phúc, mà còn tiêu tiền nữa. Ngồi đây không tốn tiền mà còn được tán thán, còn tăng phước báo, còn đoạn những cái tạp khí xấu. Học xong còn có quà bánh nữa chứ. Chúng ta còn được đi phóng sanh nữa. Các con nghĩ đi, chúng ta không chọn chỗ tốt, như vậy thì chọn chỗ nào? Con người có thể có góc độ nhìn chọn cái tốt hiện tại, nhưng chúng ta là người có thể sâu sắc chọn cái tốt của tương lai. Vì bây giờ còn nhỏ, chúng ta phải được rèn luyện giáo dục, tương lai chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc lâu dài. Còn tuổi trẻ hôm nay thì nhìn cái tốt hiện tại, nên khi về sau thì cả cuộc đời là khổ đau đó. Một tư tưởng quan trọng. Bây giờ cha mẹ không cần chăm sóc con cái, con cái cũng không cần chăm sóc cha mẹ. Không chăm sóc cha mẹ thì không có lòng biết ơn. Một người không có lòng biết ơn lại không có trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội. Vậy đời này họ sống thế gian này rốt cuộc để làm cái gì? Quý vị nghĩ, sanh con ra mà không giáo dục con, không dạy con, như vậy thì tương lai đứa con này cũng sẽ không nuôi cha mẹ. Nếu xã hội như vậy thì quý vị nghĩ xã hội sẽ ra cái thứ gì nữa? Con người đến thế gian để làm gì đấy? Không lẽ chúng ta đến thế gian này mấy chục năm để đi làm sai sao? Những đứa có sâu sắc về một kiếp người. Vì sao? Vì nuôi người già nhiều quá. Lúc ở trên Đà Lạt thì 900 cụ già, ở dưới đây thì cũng mấy trăm cụ già. Lúc ở trên Đà Lạt thì một tuần chết 6-7 cụ. Mình thường thấy cái chết của một con người giết thì muốn lòa cả mắt. Nhìn chỗ này mình sẽ hồi quang nhìn lại chính mình. Tương lai mình cũng già, mình cũng bệnh rồi, mình cũng chết. Mỗi một con người hiện hữu ở thế gian này, đẹp xấu, lùn, cao, súng, lé, hô gì đó, thì nó đa dạng, đó là tính vào phước báo khác nhau. Nhưng chúng ta có một chỗ giống nhau mà không ai có thể tránh được, đó là cái chết. Không ai mà tránh được cái chết cả. Như vậy thì con người nên tích lũy những thời gian chúng ta còn sống, nên sống cho lành mạnh, sống cho tốt, sống có lợi ích, để một kiếp người đi qua chúng ta cảm thấy rằng mình không hối hận. Có nhiều người già hôm nay những đức gặp họ, họ nói những đức rằng: thầy ơi, con rất là ao ước phải chi thời gian quay trở lại. Khi con còn trẻ, con sẽ cố gắng làm những điều tốt. Hôm nay con tuổi già không làm được gì cả. Thấy những người trẻ làm, con rất là muốn làm, nhưng không làm được gì cả. Một số các bạn trẻ đang ở chùa, các bạn hãy nhìn đi. Nhiều cụ già lụm cụm giống gậy đi, bưng tô cơm mà tay run như vậy. Khi nhai cơm thì không có cái răng nào để nhai cả. Cũng như các bạn trẻ hôm nay, các bạn cười ra thì 32 cái răng trắng tinh, mọi người nhìn thấy cũng thích. Nhưng thời gian đi qua từ từ, răng các bạn sẽ rụng từng cái từng cái.
cuối cùng thì cười ra còn cái nú răng không à. Các cụ già trong chùa chúng ta cũng nhiều cụ như vậy. Rồi từ từ mình già, bây giờ còn trẻ thì da mặt mình mịn màng, ai nhìn cũng thích. Dáng người thì đẹp, ai thấy cũng mê. Nhưng mà thời gian từ từ rồi, cũng như các cụ già trong chùa, lụm cụm như vậy, da thì chỗ đầu mòi, gương mặt thì xíp ly, tóc thì bạc trắng, lưng thì còm, chân thì mỏi, nói chuyện thì ngọng nghịu. Rồi ai mà không đi đến chỗ đó? Như vậy thì bây giờ các con nghe được chỗ này, các con có nhận xét rằng mình nên sống tốt hay không? Những đức đã trải qua những thời gian lúc còn mười mấy, hai mươi, hai mấy, những đức là một thanh niên chưa nghe được đạo pháp, đã từng bỏ một khoảng thời gian dài là một thanh niên hư hỏng đó, sống trên thành phố. Tới 29 tuổi mới gặp được Phật pháp. Gần 10 năm nay ở trong ngôi Tam Bảo. Ít gì thì mình cũng làm một số việc nho nhỏ đến với mọi người. Để lên bằng căn 10 năm ở trong chùa. Gần 20 năm ở ngoài đời là một thanh niên hư hỏng. Thì những đức thấy rằng 10 năm này quá nặng căn hơn rồi. Và niềm vui, chỗ an tâm thì cao độ. Còn lúc trước ngoài đời vui vẻ đi chơi, nhưng mà lại không an tâm. Nên những đức thấy rằng một tư tưởng lành mạnh có thể giúp con người an vui đó. Con người được hạnh phúc, an vui, mỹ mãn là từ đâu? Nghe được giáo dục, phải là một con người tốt. Dịp nghỉ hè này đi đến chùa ở được một hai tuần đi về nhà, nghe được giáo dục này, đi về nhà phụ mẹ cha những việc gì cần phụ chúng ta làm được, rồi đem tập vở ra chúng ta ôn lại. Khi chúng ta tụ trường thì nhất định là chỗ học tập chúng ta sẽ đặc biệt, vì chúng ta biết bồi dưỡng. Còn nếu nghỉ hè mà lo đi chơi rong ruổi thì khi đến tụ trường tư tưởng đâu mà học nữa. Còn nếu các cháu ở trong đây mà biết niệm Phật, về nhà biết niệm Phật, nghe được hiếu kính, về nhà hiếu kính, tăng phước. Khi tăng phước rồi thì về nhà, khi đến năm học mới, các con đi học sẽ khác hoàn toàn năm ngoái. Vì sao? Năm nay là có tâm cung kính, có tâm biết ơn. Từ nơi đó mà năm nay nhất định sẽ học tốt. Còn những năm trước là gông gũi đi chơi, đến tụ trường thì bắt đầu là nhớ đến bạn cũ, gặp nhau vui vẻ, chào nhau, không có nghĩ đến cái chỗ học hành là cao độ nhất. Nên các cháu nên nhận xét một tư tưởng: chúng ta thực sự tĩnh tâm suy ngẫm lại, có rất nhiều câu dùng để mắng chửi người khác, nhưng trong xã hội hiện nay đã không còn là câu mắng chửi nữa. Quý vị xem, xác chết biết đi. Trong tâm một người không có lòng biết ơn, không có hiếu thì có khác gì nói họ là xác chết biết đi. Mục đích mỗi ngày cuối đời họ là nhồi nhét cho đầy dục vọng của mình. Đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, họ lại thấy nội tâm hết sức trống trải. Một con người mà không hiếu kính cha mẹ, không biết ơn thầy cô, thì chúng ta dùng câu để gọi họ là xác chết biết đi đó. Vì họ không có một chút tư tưởng gì cả. Họ xài tiền mà họ không có cảm giác cha mẹ đổ mồ hôi, cha mẹ nhịn ăn, nhịn uống để dành cho họ xài. Nội mà cha mẹ mang thai mình thôi đã quá khổ rồi. Có nhiều người mẹ ngồi ở đây đã từng mang thai. Quý vị đã từng có cảm giác mẹ cha mình đã mang thai như thế nào hay không? Mình đã từng mang thai thì mình sẽ có cảm giác khó ăn, ốm o, người ta gọi là ốm nghén, mặt mày xanh xao vàng giọt. Rồi cái bầu thai càng ngày càng to lên, càng ngày càng to lên,
mà những đức đọc trong quyển sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, một công đoạn mà bác sĩ Quách Vệ Chăn này nói rằng bầu thai là một cái khối u ung thư to lớn nhất. Nhưng vì sao con người bị ung thư, một khối u nhỏ thì con người bị chết, nhưng tại sao cái khối u này càng ngày càng to lên? Quý vị có thấy người mang thai hay không? Cái bụng to cái như vậy, đi thì nghiêng qua nghiêng lại, đi phải vịn cái bụng, sao cái bụng gớt xuống. Vì sao vịn cái bụng? Vì chịu cái bụng để đi. Còn nếu mà không vịn cái bụng nó sệ mạnh quá, té lộn mèo sao? Nên phải vịn cái bụng, đó là cái thế đi của người mang bầu. Và khi lỡ dấp thì chịu lại mà đỡ được. Vì sao cái khối u này to như vậy mà sống được? Vì khi người mẹ mang thai, tâm tư của người mẹ đã dành hết cho đứa con, thương yêu đứa con, nên một khối u to như vậy mà trở thành tình thương yêu. Tình thương yêu này nên nó không phát tán đi đến chỗ chết. Còn một cái khối u ung thư thì người ta nghĩ nó là độc địa. Nhưng thật sự cái bầu thai này, đứa con nhiều lúc máu của nó cũng không giống mẹ, nhưng mà người mẹ vẫn mang trong đó và có thể sống được. Sống được là từ đâu? Từ ngay chỗ người mẹ quá thương đứa con trong bụng. Dù cho mẹ ăn không được, mẹ ngủ không yên, khi con tượng hình, đứa con này đạp bụng mẹ, nhiều lúc mẹ đang ngồi, đứa con đạp bụng mẹ, vô cùng là đau. Bầu thai đó biết đạp. Và nhiều đứa con ngủ nghịch thì làm cho mẹ khi mang thai vô cùng là khó khăn, khó chịu, bệnh hoạn, mất ăn, mất ngủ gì nó. Còn khi mà đến ngày sanh nở thì người mẹ này vô cùng là khó sanh, hoặc có những người mẹ dễ sanh, tùy vào đứa con đến thiện hay là ác gì. Nên trong kinh giáo Phật nói rằng người mẹ khi sanh thì chính phần là người mẹ sắp chết, được một phần là mẹ sống. Quý vị biết rằng nơi mà giường sanh có một cây sắt, người ta căng ngang như vậy để khi người mẹ mà sắp sanh, hai tay vịn lên cây sắt đó để mà gặn đẻ, thì mẹ muốn cong cây sắt đó mới sanh được đứa con. Quý vị nghĩ cỡ nào? Khi sanh đứa con ra, người mẹ vô cùng là mệt mỏi như vậy, kiệt quệ như vậy, nhưng người mẹ vẫn cố gắng gượng gạo để nhìn coi con của mình tay chân mắt mũi có đầy đủ lục căn hay không. Trước nhất là nhìn được chỗ đó đi, rồi người mẹ mới yên tâm thở một cái khì nằm im đó để nghỉ ngơi. Trong tâm tư người mẹ dành cho đứa con như vậy, nên một khối u to như vậy mà không giết người mẹ này là nhờ tâm yêu thương mà có thể sanh ra đứa con như vậy. Tình mẫu tử thiêng liêng. Chúng ta nghe được chỗ này, chúng ta là một con người mà không nhớ ơn cha mẹ thì chúng ta dùng câu nói là xác chết biết đi, đúng hay không? Sanh ra mẹ phải cố gắng ăn uống để có sữa cho mình bú. Mình phải dùng sữa của mẹ suốt mấy năm. Sữa đó là ở đâu? Đó là máu của mẹ. Máu khi mình dùng thì tanh hôi, nhưng tại sao sữa này ngọt? Vì tình thương của mẹ dành cho con nên máu đã trở thành sữa ngọt để nuôi con. Tình thương mà máu trở thành sữa ngọt. Chúng ta đã dùng sữa của mẹ, đó là dùng cái gì? Dùng tất cả những chất bổ nhất mà mẹ đã dùng. Chúng ta đã dùng hết tất cả chỗ đó. Mẹ ăn bao nhiêu đều dành hết cho chúng ta để nuôi chúng ta. Nuôi từ từ khôn lớn, chúng ta biết ngồi, biết bò, rồi biết đi. Từ lời nói đầu tiên, biết kêu cha, kêu mẹ. Chính mẹ cha đã dạy câu nói bập bẹ đầu tiên. Rồi khi con đi chập chởn, con dấp con té, mẹ chạy lại đỡ con lên, xoa dịu lên vết thương con đã bị té. Có sao không con? Có sao không con? Hôm nay nhiều người mẹ đã có cảm giác này. Quý vị đã có cảm giác này thì quý vị nhớ ơn cha mẹ lớn lao hay không? Còn những bé ở đây thì phải nghe chỗ này, các con phải nhận xét. Rồi từ từ lớn lên, bữa đầu tiên đi học, vào trường học, mẹ dẫn mình đi đến trường.
Đi vào trường ngồi, mẹ phải đứng ngay cái cửa của trường học. Vì đứa con này chưa từng xa mẹ, nên khi xa mẹ thì đứa con này rất là sợ, nên mẹ phải đứng đó để con được yên tâm để học. Từ từ quen trường thì con mới có thể ở trường học để học. Từng đợt như vậy rồi chúng ta lớn lên với xã hội, chúng ta lại biết thương yêu, biết lo lắng, biết buồn vui. Lúc đó chúng ta lại quên đi ơn của cha mẹ, gông gũi theo cuộc sống vui vẻ của xã hội, quên đi hai đấng sinh thành. Chúng ta đi học không lo học đàng hoàng, tùy tiện yêu thương, hướng đến hôn nhân của chính mình, tự mình kết hôn, tự mình yêu thương, bước qua dòng lễ giao, trở thành một đứa con bất hiếu. Nếu chúng ta là một người con nhớ ơn cha mẹ thì làm gì bản thân mình để đi làm chỗ này? Vì làm chỗ này là đứa con bất hiếu. Vì mình là con gái, lớn lên mình đàng hoàng, người ta sẽ đem chầu cao đến dạm hỏi. Cha mẹ nở mặt nở mày, hai bên dòng họ chấp nhận để mà cho đôi trẻ sánh duyên. Đó là chỗ hãnh diện. Còn nếu chúng ta không đàng hoàng, không ai đem chầu cao đến hỏi cưới mình, mà mình đi theo người ta, hoặc là có bầu trước hôn nhân, thì mặt mũi nào chúng ta nhìn cha mẹ? Cha mẹ mặt mũi nào để nhìn chòm xóm láng giềng? Chúng ta đã làm cho cha mẹ đau lòng rồi đó. Nên chỗ hiếu thảo là lớn lao lắm. Nên trong kinh giáo Phật nói rằng, chúng ta nói trả ơn, nhưng làm sao trả ơn được? Nên câu ca dao nhắc nhở chúng ta rằng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ví dụ công cha như núi cao là núi Thái Sơn, còn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, như biển cả mênh mông không có bờ bên. Chúng ta làm sao trả nổi? Nhưng chúng ta hôm nay không trả mà còn làm cho cha mẹ buồn lòng. Như vậy thì tất cả những người con đang ngồi đây có nhận xét hay không? Mình quay lại hay không? Đừng bao giờ nói rằng con nghe thầy nói những chỗ này, sao con cảm thấy con không vui. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Lỡ chúng ta sai với cha mẹ mình nên nghe đi, để bản thân của mình có thể quay đầu lại để trở thành người tốt chứ. Vì tương lai của cải sự nghiệp của cha mẹ sẽ để lại cho mình. Mình là người nam có thể đứng vững ở xã hội, giữ sự nghiệp của cha mẹ, có gia đình đàng hoàng để lo cho cha mẹ. Mình nghe chỗ này là chỗ tốt mà. Đừng bao giờ trách thầy nói rằng tại sao thầy nói chúng con không mà con bực mình ghê, con không muốn đến đây học chút nào cả. Khi nghe là cái chúng ngay mình không mà, ổn nhắm ngay mình, ổn nói thì sao. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta không bao giờ nhắm mục tiêu ai đâu. Học là học chung. Mỗi người nghe bệnh chúng ta như thế nào, chúng ta sửa, chúng ta trị ngay bệnh đó. Chúng sanh có bệnh, chúng ta dùng thuốc để trị bệnh, chứ không ai nhắm mục tiêu ngay mình cả. Hãy chân thật mà học tập đi. Dù chúng ta chưa làm được liền, nhưng cứ kiên trì lâu dài nghe viết đi, rồi sẽ nhìn nhận được chỗ này là tốt thật đây. Nhất định ta phải học, ta phải làm. Các con biết á, có một chú nhỏ này mười mấy tuổi gì đó, nhưng mà ngỗ nghịch với cha mẹ lắm kìa. Cha mẹ đau lòng lắm. Như vậy mà đến lớp học tập đệ tử quy á, nghe những đứa nói chuyện xong á, thì chú nhỏ này đến á, quỳ xuống sám hối. Thầy ơi, bây giờ trước thầy con xin sám hối. Con hứa từ hôm nay đó, con sẽ sửa đổi lỗi lầm. Con không có bất hiếu với cha mẹ con nữa. Con không có lạm dụng tiền bạc của cha mẹ xài không đúng nữa. Con xin hứa với thầy con sẽ cố gắng. Người mẹ đứng kế một bên, nước mắt cứ rơ rơ xuống và đau lòng, vì có cảm giác rằng là bao nhiêu năm nay mới nghe đứa con nói được một câu như vậy. Trong tâm người mẹ vui mà rơi nước mắt đó. Nên các con có cảm giác rằng cha mẹ nuôi mình chưa bao giờ si tính, mong mình nuôi lại. Nhưng cha mẹ rất là mong mình sống được hạnh phúc, rất mong mình sống được hạnh phúc. Khi mẹ Nhuận Đức mà mang thai Nhuận Đức, trong gia đình Nhuận Đức thì 7 anh em. Nhuận Đức là con út trong nhà. Khi sanh tới người con thứ 6 thì thờ đó gọi là kế hoạch quá gia đình, không sanh con nữa. Nhưng mà lạ thai tự nhiên mang thai Nhuận Đức.
Nên bác sĩ nói rằng là không sanh được, bỏ đi. Sanh đứa bé này không được mà người mẹ cũng chết luôn. Quý vị nghe thì vô cùng là đáng sợ. Ai mà đi sanh làm chi? Vì sanh không được mà mẹ cũng chết. Nhưng mà mẹ Nhuận Đức thì bà nói rằng đã sanh được 6 đứa con, bây giờ có mang nó dù cỡ nào đi chăng nữa cũng sanh, kệ, chết cũng được. Bỏ nó rất là tội nghiệp nó. Nên hôm nay mới có Nhuận Đức ngồi đây. Chứ nếu mà bỏ thì 37 năm về trước đã thành cỏ rồi. Đó gọi là đạo đức đó. Nên chúng ta nghe được chỗ này thì ơn của cha mẹ lớn lao cỡ nào. Nên có nhiều người khi mà đứa con ngỗ nghịch thì người cha người mẹ nói một câu rằng như thế nào: sanh mi ra mi ngỗ nghịch như vậy, biết vậy thì ta sanh cái trứng ta luộc ăn còn ngon hơn. Vì nghĩ đi, có nhiều người cha mẹ bực bội lắm nói như vậy đấy. Vì họ quá cực để nuôi con khôn lớn, cho con ăn học, nhưng bây giờ con trả lại cho họ là trả những cái chỗ là ngỗ nghịch, nên họ tức quá, nên họ nói rằng thà sanh cái trứng luộc ăn còn ngon hơn nữa. Vì nghĩ đi, tức quá người mẹ người cha nói như vậy. Chứ nói như vậy xong chứ đứa con mà lỡ á, mẹ cho tiền con đi mẹ, xong cái nói thôi đi ra chỗ khác đi không có cho gì hết á. Xong cái tiếp tục đứa con này chạy lỡ, nắm tay cái nựng mẹ vài cái, cái xong cái người mẹ nói nè tiền này con đi chơi đi. Vì thấy chưa? Nên nếu cha mẹ mà nắm được giáo dục rồi, cha mẹ sẽ cứng cỏi lắm, sẽ dạy con đúng nơi đúng chỗ, thương con đúng nơi đúng chỗ. Đừng có để cho đứa con lạm dụng rồi nó tạo nghiệp, sau này cuộc đời của nó khổ lắm quý vị à. Nó đừng có dung túng con như vậy. Nếu quý vị mà cứng cỏi làm sao con mình nó dám như vậy được. Nhớ đó, chúng ta đi học là hướng về mục đích gì? Kiếm tiền, theo đuổi danh lợi, theo đuổi tới sau cùng sẽ thành ra mắc bệnh trầm cảm, sẽ ly hôn, sẽ tự sát. Thưa quý vị, chúng ta có hy vọng con cái mình sẽ đi theo con đường này không? Nhưng bây giờ chúng ta đang đẩy chúng đi vào con đường nào? Mọi người có nhận ra không? Chúng ta đang đẩy chúng vào chính con đường này đó. Hôm nay nhiều người đi học vì mục tiêu gì? Kiếm tiền. Đi học để tương lai là một cái ngành đó là kiếm tiền nhiều. Người xưa không bao giờ có tư tưởng này. Tư tưởng người xưa đi học để làm gì? Đi học để giúp dân giúp nước, tạo công danh giúp dân giúp nước. Đi học để làm chỗ đó, đi học để trở thành một con người lành mạnh, con người có đạo đức, chứ không phải đi học để kiếm tiền, theo đuổi danh lợi. Nhiều người hôm nay đi học mục tiêu gì? Kiếm tiền. Gia đình ta quá nghèo, ta phải cố gắng đi học để kiếm tiền cho thiệt là nhiều. Như vậy thì cái sở học này để đi kiếm tiền thì ý nghĩa vô cùng là kém. Các con nghe nè, con người kiếm tiền không có khó đâu. Chỉ cần các con là con người có đạo đức thì tiền không có thiếu đâu. Các con biết á, Nhuận Đức hướng đến đạo đức mà học, chưa có được đạo đức gì cả, nhưng mà cũng có tiền rồi đó. Còn lúc ở trên thành phố 11 năm kiếm tiền nhưng không có tiền. 11 năm là thanh niên hư hỏng, không nghe được đạo đức, nên làm bao nhiêu điều đem tiền đổ vào những chỗ sai quấy hết. Nên 11 năm tay trắng là quần trắng tạch. Còn khi mà nghe được đạo đức thì sống bình dị, sống đơn giản. Các cháu đến đây, các con thấy mỗi ngày Nhuận Đức hay không? Bận bộ đồ cũ kỹ, không phải là Nhuận Đức không có đồ đâu. Quanh năm ăn uống bình dị, nước ngọt không uống, sữa không uống. Hình như là mua cho đại chúng uống, Nhuận Đức ít bao giờ dùng đến những cái thứ đó. Ăn uống đơn giản, lúc trước thì không có. Ta phải đi ăn ngon, ta phải bận đồ hiệu, ta phải mang giày xịn. Nên tiền bao nhiêu thì đổ vào cuộc chơi. Còn hôm nay thì sống bình dị, sống đơn giản, mà có tư tưởng đến với mọi người, thì tự nhiên mọi người tin dùng mình. Khi tin dùng mình thì mọi người sẽ trao những cái quý giá nhất để cho mình có được. Nên bản thân mình
Có đạo đức là không thiếu vật chất. Còn người muốn hướng đến vật chất nhưng thiếu đạo đức thì không có vật chất bao nhiêu, nhưng khi không có phước thì có một cách cũng không có nữa. Phải nhớ đó. Nên đạo đức phát triển có thể có được tiền của, có được danh tiếng. Những đứa ở ngoài đời thì làm gì có tiền, làm gì có danh. Nhưng mà vô chùa không cầu có tiền mà có tiền, không cầu có danh mà có danh. Cái không cầu mà có là từ đâu? Vì chúng ta bồi dưỡng đạo đức. Nên các con nhớ, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô là một môn đạo đức thù thắng nhất để giúp chúng ta có tiền có danh. Còn nếu các con mục tiêu đi học để kiếm tiền, như vậy nhất định là không có đạo đức. Không có đạo đức thì không kiếm tiền được bao nhiêu cả. Nhớ đó, dù có kiếm tiền cũng là kiếm tiền trong mạng mình có sẵn. Còn nếu biết tạo đạo đức thì tiền bạc sẽ tăng trưởng từ trong mạng phát triển ra. Nhớ đó. Tổ tiên của chúng ta, Ngài Than Vương nói: tội lỗi khắp nơi đều do tự tôi, mọi sai lầm trong thiên hạ tôi đều phải chịu trách nhiệm. Tâm như vậy rất yên ổn. Nếu chúng ta thường nghĩ trời có sập xuống cũng không liên quan gì tới mình, tâm này hết sức hư huyễn. Ngược lại, Ngài Than Vương cảm thấy ngày nào mình cũng tận tâm tận lực, không hổ thẹn với lòng mình. Nếu như chúng ta ngày nào cũng ngồi đó nói đó là lỗi của người này, lỗi của người kia, đều đang chê trách người khác, chê trách xong thì trong lòng cũng thấy thấp thỏm. Mình chửi họ xong rồi, họ có thấy mình gai mắt hay không? Nên con người chúng ta phải học theo người xưa. Đây là vua Than. Ông là một vị vua anh minh. Ông nói rằng nhân dân có lỗi, lỗi tại chậm cùng. Nên ông luôn luôn sống gương mẫu đạo đức. Nên thời đại này đã hơn 3.000 năm rồi vẫn còn lưu truyền cho hậu thế. Quý vị thấy, đặc biệt thiệt. Chúng ta hôm nay, chúng ta đều trách người, người có lỗi, tôi không có lỗi gì cả. Chỗ tốt là tôi, chỗ sai là bạn. Bạn xấu, tôi đẹp. Còn nếu bạn đẹp hơn tôi rất là ghét bạn. Tại sao bạn dám đẹp hơn tôi? Ví dụ như các bạn nữ ngồi ở đây, mình được đẹp một chút, thấy bạn nữ kia bọng một bộ đồ và dáng dốc đẹp hơn mình, thì trong lòng của mình nói rằng tại sao mi dám đẹp hơn ta? Mi phải xấu hơn ta. Hồi trưa này, khi vừa ăn cơm xong, Nhẫn Đức đang rửa chén, thì có một cô đến nói: thầy ơi, thầy có thể cho con thời gian khoảng mười mấy phút để chia sẻ một số việc rắc rối giùm cho con được hay không? Nhẫn Đức nói: được, ra ngoài trước ngồi đợi một chút. Thì Nhẫn Đức đi ra, Nhẫn Đức hỏi có chuyện gì hay không. Thì Nhẫn Đức nhìn cô này cũng còn trẻ, khoảng chừng 30 mấy tuổi. Cô nói rằng: con biết Phật Pháp, biết tu hành lắm, cũng niệm Phật nhiều lắm thầy. Một thời gian đó con chỉ muốn giảng sanh thôi à. Nên thì cũng bê tha với ông chồng lắm. Bây giờ tự nhiên ông chồng con nổi máu lên, ông có vợ nhỏ. Bây giờ tự nhiên con hết niệm Phật được à. Mà sao con tức quá thầy ơi. Bây giờ ông nói với con rằng á, là bà phải chấp nhận tôi rước thêm bà nữa. Bây giờ con hỏi thầy, con phải làm sao để thầy? Như thấy chưa? Đem mấy cái chuyện đó mà hỏi thầy chùa không? Thì Nhân Đức nói rằng nếu bây giờ cô không chấp nhận thì ổng cũng sẽ tiến thêm bước nữa. Còn nếu cô chấp nhận thì cô còn vớt vát chút đỉnh. Thôi, chấp nhận đi. Nhưng có điều kiện. Điều kiện của cô là bây giờ ông muốn bước thêm bước nữa, nhưng ông phải cho tôi thoải mái đi chùa. Thì bà này nói rằng là ổng tuyệt đối không cho con đi chùa. Mà ổng thì có thêm vợ nhỏ. Nhẫn Đức nói: ông này khôn quá vậy. Cái gì ông cũng quyết định về ổng không à. Quý vị nghĩ đi, vì sao có những người như vậy? Vì không nghe được giáo dục.
Những người mà nghe được giáo dục vợ chồng làm sao mà bỏ người ta khi người ta có mấy mặt con với mình. Khi mới cưới người ta thì đẹp, thì thương yêu, nâng niu, chiều chuộng. Khi người ta có con rồi người ta xấu, bê tha rồi thì lúc đó chán người ta, muốn bỏ người ta đi kiếm con mèo con khác. Những người mà nghe giáo dục trong đây làm gì không thương vợ của mình nhiều. Vợ của mình sanh đẻ cho mình mấy đứa con, càng xấu mình càng thương vợ mình nhiều thêm vì tội nghiệp bả. Và cố gắng mới sanh được mấy đứa con, cực quá. Từ nơi đó mà phải càng thương người ta để giữ một mái ấm gia đình được hạnh phúc. Người mà nghe được giáo dục thì tiến đến chỗ này vô cùng là sâu sắc. Nhớ đó, chúng ta đang học tập đệ tử quy. Đệ tử quy này áp dụng trong mỗi một gia đình. Từ nơi đó, từ cha mẹ hạnh phúc dạy con hiếu thảo, thì gia đình này được hạnh phúc, gia hòa thì vạn sự hưng. Còn gia đình không hòa thuận làm sao hưng thịnh. Nên tất cả những cặp vợ chồng đang ngồi ở đây mà học tập đệ tử quy, quý vị phải nhớ, quý vị phải làm một đôi vợ chồng gương mẫu. Dù là 30 mấy, 40, 50 tuổi nhưng phải thương yêu nhau, phải tôn trọng nhau. Nhiều lúc những ngày lễ hội còn mua quà để tặng cho bà nữa. Phải hâm nóng tình cảm. Như vậy thì làm tấm gương tốt. Vì sao? Để cho con cháu nhìn nhận. Chứ không phải là lúc trẻ thì quà cáp, bây giờ già rồi, thôi già rồi quà gì nữa. Lúc trẻ thì anh em ngọt xớt, bây giờ mày tao. Như vậy thì gia đình làm sao hòa hợp, làm sao hạnh phúc hả quý vị? Nhưng Đức rất mong quý vị có thể học tập được đệ tử quy. Từ nhỏ cho đến lớn, tất cả mọi người ai cũng nghe được giáo dục lành mạnh, có một tư tưởng sống tốt. Mình thương mình thì biết thương người khác, biết giúp đỡ người khác. Mình thương cha mẹ mình cũng biết thương cha mẹ người khác. Mình thương anh em mình cũng thương anh em người khác. Và những người con bất hiếu với cha mẹ nên quay đầu lại để con hiếu với cha mẹ. Những đức tin tưởng nếu họ chịu ngồi học ở đây thì họ sẽ quay đầu trở thành một con người tốt. Chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng mọi người đang học tập đều sẽ là người con hiếu thảo nha. Các con chắp tay lên hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh.